Tại các siêu thị, trung tâm thương mại trong ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Dương lịch đã thu hút khá đông người đến mua sắm. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, thì công tác phòng chống dịch luôn là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu. Từ 9 giờ sáng, không khí mua sắm ở siêu thị này đã trở nên nhộn nhịp. Dự kiến ngày hôm nay có khoảng 4.000 lượt khách, tăng 40% so với ngày thường. Với lượng khách lớn đến từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh sẽ tiềm ẩn nguy cơ về dịch bệnh. Do đó, các biện pháp phòng chống dịch được tăng cường để hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan. Siêu thị vẫn đang thực hiện rất là tốt về các cái nội quy phòng chống dịch theo Bộ Y tế, như là 100% nhân viên là sẽ phải tuân thủ 5K, đeo khẩu trang, khai báo, giữ khoảng cách. Sau đấy khi mà đến siêu thị làm thì luôn luôn có các cái hóa chất để diệt khuẩn, khử khuẩn ngay tại chỗ. Khách hàng vào trong siêu thị thì 100% khách hàng phải đảm bảo rằng là đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt, được sát khuẩn tay ngay ở phía dưới lên. Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày là dịp để mọi người tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và tranh thủ đi mua sắm. Khi đến những nơi công cộng tập trung đông người, đa phần người dân đã có ý thức bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Hôm nay nghỉ lễ Tết Dương, tranh thủ đi mua sắm ít đồ dùng cho gia đình thôi. Đi ra ngoài thì bây giờ khẩu trang, sát khuẩn, đi đâu cũng sát khuẩn. Đấy, trẻ con cũng đi đâu cũng phải đeo khẩu trang ở nhà. Chung thì tôi cũng cứ 5K vậy thôi. Nói chung cho các cháu đi cho ra ngoài tí, với lại đần thì cũng đeo khẩu trang và sát khuẩn y tế bình thường như quy định thôi. Năm nay thấy siêu thị cũng nhiều đồ, thấy cũng mở rộng, đẹp. Tuy nhiên, theo ghi nhận, vẫn còn một bộ phận người dân khi đến siêu thị, trung tâm thương mại, khu vực công cộng đông người không đeo khẩu trang. Trong đó có cả trẻ em. Kỳ nghỉ còn kéo dài trong 2 ngày tới, dự kiến lượng người đi mua sắm còn tăng cao. Vì vậy, người dân cần nêu cao ý thức khi đến các địa điểm tập trung đông người, thực hiện nghiêm các biện pháp theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để chung sống an toàn với dịch bệnh.